xin chào anh em mình là hợp hôm nay mình uh, có ba chiếc đồng hồ ở đây đó là ba chiếc uh, rolex Datejust và tại sao thì trong video này mình lại quay ba chiếc đồng hồ này bởi vì ba chiếc đồng hồ này có những cái điểm chung rất là hay ho đầu tiên là nó đều là ba chiếc uh, đồng hồ uh, qua sử dụng đó và thứ hai là ba chiếc này thì hiện tại bên mình đang bán ra với cùng một mức giá là 255 triệu đây sẽ là một sự lựa chọn khó khăn dành cho anh em khi mà anh em muốn mua một chiếc Rolex Datejust lướt giá tốt. Ba à, chiếc này thì đều là ba chiếc qua sử dụng và đi kèm nó sẽ là một bộ oh, hộp full uh, size M này của Rolex các bạn nhé. Cái này thì mình đã mở hộp nhiều rồi thì anh em thông cảm mình sẽ không làm mở hộp nữa và ở đây có tận ba chiếc, cho nên là chúng ta sẽ không mở hộp cả ba chiếc. Ở đây thì mình đã xếp sẵn là ba chiếc này với cả ba bộ sổ thẻ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một chiếc là vi tính uh, cá hồi đó một hai sáu hai ba bốn anh em nhé vi tính cá hồi rất là đẹp và thứ hai thì mình sẽ có cũng có một chiếc là một hai sáu hai ba bốn là vi tính xanh dành cho anh em nào thích sự trẻ trung và tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc demi vàng yellow gold và chiếc này thì sẽ là một chiếc mặt sâm uh, panh Uh, sâm panh vàng và nó sẽ có là cọc số là cọc số vạch. Đó. Thì uh, ở đây ba chiếc này thì đều có cái mức giá là 255 triệu. Vậy thì mình sẽ đi từ chiếc cá hồi trước. Các bạn có thể thấy ở đây là 126234 và chiếc này thì sẽ có date là 2020. Chiếc này thì sẽ được bảo hành toàn cầu 5 năm đến 2025, tháng 2 năm 2025 và mục mua tại uh, Bangkok, Thái Lan các bạn nhé. Thì uh, với một chiếc uh, Uh, Rolex 126234 Salmon thì uh, mình cũng đã lên tay trước đây rồi và uh, đợt này thì mình uh, thấy giá tốt nên mình sẽ về thêm một chiếc để phục vụ anh em. Anh em nào mà thích một chiếc đồng hồ uh, có cái mặt số lạ, độc lạ thì anh em có thể sử dụng uh, chiếc mặt số Salmon này. Ở đây các bạn có thể thấy là nó là mặt phi tính cọc kim rất là đẹp và sang trọng. Niềng của chúng ta là niềng vàng trắng, dây của chúng ta thì sẽ là dây uh, thép 904 à, Các bạn có thể thấy ở đây là cái mặt của chúng mặt số chúng ta thì mặt là mặt vi tính uh, Sanmon Đây cũng là cái mặt vi tính mà cuối cùng mà Rolex ra. đó, à, cái mặt màu này cũng là mặt uh, vi tính cuối cùng mà Rolex ra cái sản phẩm này. cho nên là nó cũng có cái gì đó gọi là uh, để kỷ niệm để nhớ đến anh em. Và anh em có thể thấy là với một size một chiếc đế chất size 36 thì nó vẫn là cái chuẩn size của dòng đế chất rồi. Và với cái mặt cá hồi này thì chúng ta sẽ có sự tinh tế, lịch lãm nhẹ nhàng nhưng mà vẫn nổi bật với cái mặt nó. Thì với dòng 126 thì các bạn có thể thấy là cái dây nó đã chuốt rất là đẹp và ba chỉ ở giữa của chúng ta thì đã được làm to bản hơn để tránh cái hiện tượng là nhanh dão dây. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là khóa đặc trưng của dòng 124. Đó, chúng ta sẽ có cái khóa oyster nhé các bạn nhé. Đó. Thì trước này thì mình đang để là 1 255 triệu. Đó, vẫn còn bảo hành toàn cầu cho đến 2025 cơ tháng 2 năm 2025. Anh em mua thì bên mình sẽ có là bảo hành bảo dưỡng 5 năm từ ngày anh em mua. Đó, ngoài cái ngoài cái hạn sử dụng của hãng thì bên mình sẽ bảo hành 5 năm cho anh em từ ngày anh em mua. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một chiếc là vi tính xanh. Chiếc vi, vi tính xanh này cũng là một chiếc mà hot hit và rất là đẹp Được nhiều anh em ưa chuộng Bởi vì vi tính xanh này là một cái mẫu mà có thể nói là khá là quốc dân của dòng Datejust Thì chiếc này thì sẽ có cái đếp thâm hụt hơn một chút Như các bạn thấy ở đây Cũng là đếp là cũng là 126234 Và nó được mua tại Rolex của Việt Nam luôn Với cái đếp là 27 tháng 10 năm 2019 thì chiếc này sẽ còn bảo hành đến tháng 10 năm 2024 là bảo hành hãng các bạn nhé. bảo hành ICS thì chúng ta sẽ có là 5 năm từ ngày chúng ta mua. Đó, đó vẫn còn bảo hành hãng. Thì với chiếc này thì các bạn cũng sẽ có một chiếc 126234 size 36mm đời mới. Và dĩ nhiên là những cái chiếc này của mình thì đều là máy 3235 rồi với 70 giờ tích cót các bạn nhé. Đây, các bạn có thể thấy là với cái mặt à, vi tính xanh thì nó sẽ làm nổi bật cái cọc kim cương. Đó và bộ kim cũng như là cọc số vàng trắng và niềng này của chúng ta là niềng vàng trắng thì các bạn có thể thấy là nó bắt sáng cực kỳ tốt. Đây là lý do mà tại sao mà rất là nhiều anh em mê cái mặt xanh này. À, mặt xanh thì nó luôn luôn là một trong những cái mặt mà bán chạy. Đó, anh em có thể thấy là khi nó bắt sáng nó sẽ đẹp như này. Đó, rất là tuyệt vời. À, mặt phi tính cọc kim mức giá bây giờ nó chỉ là hai ít thôi thực sự là rất là phù hợp để anh em chơi Rolex vào thời điểm này khi mà mức giá nó đã bình ổn rồi và cuối cùng thì mình sẽ có một chiếc đề mi chiếc đề mi nó được yêu ái hơn một chút là nó quay sau cùng bởi vì nó là đề mi thôi còn hai chiếc này thì tình trạng ba chiếc này thì đều đẹp như nhau à, chiếc đề mi này thì nhắm đến anh em nào mà thích cái sự nổi bật hơn một chút khi mà chúng ta sẽ có cái màu đề mi vàng đó và chiếc này thì thực sự phù hợp với anh em nào mà anh em nào mà chú nào mà tầm trung niên thì đeo sẽ rất là tuyệt vời chúng ta sẽ có dây với ba chỉ giữa được làm bằng vàng và nó sẽ có màu là màu vàng yellow gold và ở trên mặt số thì chúng ta sẽ có niềng là 18k mặt số thì là mặt số xâm panh trải pia trải tia và kim mà cọc số của chúng ta thì sẽ là kim cọc số vàng à, cái cọc số này thì sẽ là cọc số cọc vạch dạ quang thì cũng rất là phù hợp với nhu cầu của các anh các chú tầm tuổi trung niên đó, cái chiếc này thì bên mình cũng bán bằng hai chiếc kia thôi, nhưng mà các bạn phải hiểu là hai chiếc kia thì nó là mặt vi tính và cọc kim, cho nên là nếu mà để mà bình thường thì hai chiếc kia thì nó vẫn có những cái giá trị riêng như là cọc vi tính rất là đẹp và cái mặt cọc, sorry các bạn cọc kim cương rất là đẹp và cái mặt vi tính đó còn trước này thì chúng ta sẽ có cọc vạch dạ quang và cái mặt trải tia vàng thôi tuy nhiên khi cái mặt trải tia vàng này nó kết hợp với đề mi thì các bạn có thể thấy là nó sẽ thành một cái thể thống nhất rất là đẹp À, chiếc này thì cũng uh, có date là 2019, mùng 4 tháng 8 năm 2019. Hiện tại thì chiếc này mua bên Nhật cho nên các bạn có thể thấy là bên Nhật họ rất là lưu giữ thông tin của người dùng. Cho nên là họ đã uh, dùng cái bút xóa, họ xóa đi tên người dùng ở đây. Tuy nhiên các bạn vẫn được bảo hành toàn cầu đến tháng 8 năm 2024 và bảo hành bên mình là 5 năm các bạn nhé. Uh, 1, 2, 6, 2, 3, 126233. Đó. Ba chiếc này thì đều sử dụng bộ máy mới là Caliber 3235 đó với 31 chân kính 28.800 và 70 giờ thì cót. Uh, các bạn có thể thấy là vẻ đẹp của đế mi này cũng rất là tuyệt vời uh, trên đây là ba chiếc Rolex mới về uh, de uh, mà mình nghĩ là giá hợp lý vào thời điểm hiện tại để anh em chơi thì anh em nào mà có nhu cầu về một trong ba chiếc này thì anh em có thể liên hệ bên mình nhé Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của iCS Xin chào và hẹn gặp lại anh em